giới thiệu với mọi người đây là nơi nơi ở của người tiền sử tại Thông Nông, Cần Yên Thông Nông. Cái hang này rất là rộng, ở cách mặt mặt đất khoảng 50m, khá cao. Nơi này có thể nhìn bao quát được ra xung quanh rất là rộng. Chỗ này đá người ta xếp lên rất là gọn này. Đó. Chỗ này đã được khai quật rồi. Tìm thấy rất nhiều dấu tích của người tiền sử. Rộng đẹp. Đó. Vách núi rất là cao. Quay cho mọi người xem một chỗ nơi nữa này. Ở trong này có những cái hốc người có thể ở, nghĩ là mưa không đến đâu. Đây, hốc đá đây. Wow. Đẹp quá. Rất là rộng. Tự nhiên lên đến chỗ vách núi này thì lại bằng phẳng. Và có hốc đá này. Rất là nhiều chỗ để chui. Đẹp quá. Ở trong thêm còn một hốc nữa. Rất là đẹp. Hôm nay mình đến đây để chụp tư liệu về cái hang này. Mình về thôi, không tí nữa muộn. Có cái hố của cái con gì quỳnh quên tên rồi. Cái con này thì à, con sư tử gì ấy, quên tên rồi. Con kiến thui qua đi qua thì nó sẽ thế rơi vào cái xoắn này và bị con này bắt. Hay quá. Đấy, những cái hàng rào đá rất là cẩn thận. Theo người xưa ở đây nói rằng là chuyển miệng thì đã ngày xưa đã có người tiền sử ở đây rồi. Người tìm thấy một số loại vỏ của ốc, rồi là đẩy ra những cái đồ thừa của người tiền sử hơn 10.000 năm trước. Chỗ này là Thông Nông, Cần Yên Thông Nông. Mọi người trên đường đi Cần Biên Yên sẽ thấy cái biển ghi là hang di tích khảo cổ, di chỉ khảo cổ hang Ngầm Vài Thông Nông. Đấy, rất là rộng. Chỗ này rộng, có thể làn một sân cầu lông ở đây. Rất là rộng, đẹp. Thôi mình thu xếp đồ đi về đây. À, quên cho mọi người xem cái phía trước mặt hang. Đây là lối xuống rất là dốc. Ở dưới cái đường ở suối. Ở đây có thể bao quát được cái khu vực rất là rộng lớn. Mình định bay flycam để chụp chỗ này nhưng mà chắc là không được. Tại vì rất nhiều cây tre, bay lên cũng không thấy gì cả. Thôi thu xếp đồ về đây. Mình sẽ biên tập ảnh cho mọi người cùng xem.